Chào cả nhà nha, hôm nay chị cháu mình lại có màn hai cảnh hai ai bò bía nha. Nhưng mà để ớt nhỉ? Đây là món bò bía nha cả nhà. Bò bía nè, nhìn nè. Ngon không? Đó. À, mình cuốn mình ăn, cả nhà có chưa có ăn món này nhiều nữa ha. Cái này có ram lợn mẹ hay là để sống? Có rồi. Chứ, sao ăn sống được. Nhỉ hả? Thì bỏ đậu phộng, bỏ ớt rồi vô, đó ăn nhức nách luôn. Vậy là không có bò thịt bò ha. Không, bò đâu, bò. Đâu có bò. Con không biết đâu nghe đó, bò bía là bò hả? Tưởng là bò bía là có bò à. Có. Chữ bía, bò bía. Cái tên thôi nè. Cả nhà, mời cả nhà cùng mình ăn bò bía nha. Tôm khô, tép khô. Củ sắn đó, người kêu bò bía. Rồi con vuốt, kìa đặc xưởng tôm khô. Rồi cả nhà ăn bò bía với mình nha. Rồi ăn với mình cả nhà ơi. Rồi mình sẽ cuốn bò bía. Trong nó cũng có gì nữa hả? Đây là mình là có cái gắp ha, cái đũa gắp. Cái gắp đó, cái gắp cô mới rửa đâu ta. Rồi cái gắp rồi. Gắp gì cho nó dễ hơn mà. Để con lấy. Mà nói bỏ dưới sông cái đầu, ở dưới quán dưới sông cái đầu giờ nào không có dưới cái quán. Không có đâu, không có này. Lãng xẹt tự nhiên đi về không thi thăm bác mà bác đi vô thăm cháu mất cười thiệt. Mình sẽ cho ớt cho đây nha cả nhà. Đó ớt nè ha. Rồi thi nè. Thi nha. Ai nói vậy? Dạ đậu phộng nha. Đó mẹ ngay chỗ rau rồi mẹ cái gấp ngay rau rồi mẹ. Con nhớ không có rửa mà. Thật tình. Cho bà ông nói. Ừ, mà nói đúng con mắt mà không thấy được. Đó thì xây lại đi kiếm thôi. Cắt một cái nhà ở thôi mấy chục năm mà chứ đâu phải thôi mẹ cái gác thì nó ướt hết trơn rồi, ai cùng vậy. Sao ngon. Mẹ khỏi nhúng nước á. Không ăn nước thì cái bọc kia. Bọc kia có bánh này khỏi nhúng nước. Mời cái nhà ăn nha cái nhà ơi. Rồi bà ơi, bà vô bà gặp chồng cái bà. Chợ con có, chợ kiểu nó bán 1kg, 5-6kg đồng. Ừ, nó hết cho cầm 1kg. Cái này mua hành. Ai cũng được, ai cũng được. Còn 2 viên mà có 8-10kg đồng. Còn nếu đi chợ chuyện con cũ có không, 8-10kg đồng. Ai? Nó về ha, nó qua đây 2 bữa, thì nó về bển rồi. Vuốt ở đây rẻ, đi chợ lớn thì rẻ. Chợ có mẹ ha, 1 bịch 200 đồng có chút xíu à. Nó này mẹ mua đâu? Mua đâu à? Cũng sữa cà rú, chợ sáng. Chợ sáng. Chợ cũng sáng. Nghe đường tung con vô đúng không? Chợ cũng sáng. Chợ gần nghe chợ con nghe mình nói chợ ra. Bò bía. Khi mẹ làm thử lấy bánh cán gói ăn ngon. Này ngon á. Cũng dễ làm mà. Có hành phi. Nhưng trứng mà làm thì công phu. Nó bằng nghe trứng là bà chiên nguyên về bắt đầu bà cắt ra từ miếng từ cộng vậy đó. Lạc xưởng. Đặc sưởng chiên xong lắc cắt ra từ cộng củ sắn xào lên. Rồi còn cái con gì nữa? Vuốt. Con vuốt. Con vuốt giống con tép đỏ đỏ nè. Mình gọi là con này. Vuốt. Giờ mình mua mới đó giờ mình xào lên nữa. Rồi bắt đầu rau sống. Rau khô. Rau sống đầu rửa xong rồi chấm nước này nước chấm nè. Tương. Nước tương hả? Tương hột hả? Cái này mình làm tương hột được không? Làm nước tương hột lên. Ngon lắm, ăn thử đi ngon à. Ăn chay thì đừng có để lập xưởng vô. Mấy đứa mà nó đập tay rồi nó làm. Ăn chay để tàu hủ rồi có cũng ngon. Nước tương hộp. Nước tương hộp mà làm ra ngon nè. Ngon quá trời. Mình nhớ cái tiền đó. Mình nhớ cái tiền mà nó lấy mình sủ không nhớ không? Đó mình đi qua nhà chơi nó. Đó là anh Dương. Dạ, anh làm cho mẹ.
mà kêu mua cái chai tương phở ăn phở á, được rồi. Cái không? Chai mà ăn phở á, mức chung ăn phở á, chai đó là được rồi. Mua chai đó được rồi, cứ về là để cho ăn. Cái chai đó là đổ ra, đổ ra nấu. Chủ dầu lại ha. Đổ đi xào lên dầu, xào với dầu cho nó. Xấy cho nó thơm, xấy tép mỡ mỡ hành đó. Nếm đổ chai nó vô ha, cho nó thơm ra. Nêm lên. Ừ. Nêm nếm lại. Chấm ăn là bá cháy à. Để nó phẩm nguyên ngày nó ngon. Ngon. Lấy tách con vậy, con làm món này cho nó thơm. Để làm tết về đi làm cho bà ăn, con nhìn con biết rồi đó. Tết về nữa không? Tết về nữa chưa mua vé, muốn mua phải đặt trước rồi, để nó đến mắt. Nhưng mà tháng 11 này không bài có là bà báo rồi đó, này không có tháng 11 sao mới đến nó mắt à, ra rồi ăn mấy ngàn có mà bà nó chưa ra, mới đến nó có ra rồi hai mấy ngàn đi về bà ăn cũng được không? Mắt cũng phải về à? Ừ, thôi. Ngon không? Ngon không? Ừ, ngon quá. Ngon không? Ngon không? Trời kiến nè. Ăn phải hãm thì ngon ngon cho người ta nhìn ta thấy nè. Có thèm đó, không? Lúc mà đúng rồi ăn á. Đó, lúc mà... ngon à. Ngon thiệt bơi. Ăn món là lạ ngon thiệt. Không phải như cái món bún canh cám. Bún canh cám nó khác ăn hoài hà. Còn này ăn qua món này nó lại lạ miệng ngon thiệt. Rau nhiều rồi biết không? Ừ. Không có ngán. Chỉ có chị thôi là má bà nhìn đơn giản mà má đâu có gì khó đâu. Không có ngán. Ngon bà. Cũng sáng nè. Nè, trứng nè, thịt sưởng nè. Mà cứ nhà ăn cứ nhà ăn. Lâu chiều mấy đứa cháu làm cho nó ăn cho nó biết món này món kia với người ta. Ở bên đây à thèm cái món quê hương đâu có ai đâu. Bà ăn. Là lạ ha. Lạ mỹ với bà. Bà nó ra đây chơi ha. Mát. Ăn xong uống trà đá ngon lắm cái nhà ơi. Trời đã không biết miếng mỏng quá. Mình ở nhà ăn, ăn có món lọ lọ. Cái này ăn được ha mà. Cái không có nước. Mình không dai bằng cái nhúng nước. Nha. Dai. Cái này ớt xịn của mình đi qua là công viên rồi á. Dám thì ăn được. Mấy muốn làm ra công viên làm thì ăn được à. Đâu cần nước nơi gì đâu. Công viên đâu. Công viên nào trống đó. Công viên sống sủi. Mình biết nào nó nói gì phải có ai phải có thời gian đâu. Câu thời gian rồi đây ngồi ăn được. Ghế của bà. Thời gian chủ nhật chứ bắt đầu dành cho nhà cửa, dành cho gia đình, dành cho chồng, cho cháu không. Ai lâu rồi cũng chơi này, bắt đầu rồi chơi. Dân về dân lái xe cho cháu. Chủ nhật á, chủ nhật cứ đi. Chủ nhật đi không? Chủ nhật này con đi xăm lại chân mày, hẹn 1 giờ. Lúc này trời nó còn nắng thì được, để mốt về bữa cái trời lạnh mưa, hay làm vô mùa thu. Mùa thu mát mát, vậy đi nhá. Mùa thu mát mát. Dễ mà thu đi. Tuần sau nữa đi. Tuần này con làm tuần này. Không đi tuần này hả? Ừ. 1 giờ, nó hẹn 1 giờ, nó hẹn 2 tuần trước. Ừ. Cho nó dậm lại. Đúng thôi, nó không có thời gian, nó dậm, nó làm đắt. Ở đâu? Nhỏ đối diện nha, quán mai á. Nhỏ làm đắt lắm luôn, đắt dữ lắm hết luôn. Hẹn nó buổi tối đi chơi về làm. Được hết. Đi chơi về làm. 1 giờ lỡ dở, đi cũng không được mà về cũng không kịp. Không nên cảng này không à. Như ô lê của Đài Trung á gì à, xanh tung xanh cái gì OLED ô lê nữa ô lê không ao lê à ao lê vâng dạ ao lê đây vâng thầy công giả hả giả để đầu nhà lăn lóc á đem ra đây để nhà thờ lại có dán lại không hả? Ê, ở nhà quê tụi bay em biết con có quê tụi con có cái nhà gì ở phía sau Cần Thơ ha ở Cần Thơ nhà hay mua một lần sau một viên em một ca một bình trà và đá kiếm và đá ra nhà ca cái đá bự nè để chung thì cái gót nhà con á mẹ con có tha một ca bự vậy Cần Thơ là vậy á rồi xong mày lấy tiền đó biết không ca bự rồi lấy đầu lót xong hai cuốn hàng cứ hai đứa con làm giấy tờ gì chưa một cuốn nó mỏng thôi nó rớt nó trắng mỏng rồi cái làm gì nữa không nước trà đá cũng một thùng như uống cà phê đi, xong đi bà Nguyễn Thơ đi nha con ăn đây nói về chuyện mà không nghe gì trơn á
Để mà mất mua điện thoại mới thì gọi cho bà. Mẹ con rồi hả? Điện thoại cũ thì gọi không có nghe gì chưa? Điện thoại mới thôi rồi, chưa mua. Bà không thấy mẹ cái mới đâu. Có nào cái mới đâu? iPhone nè. Mới năm rồi à? Mới năm rồi đó, gớt lên gớt xuống chứ không nói chị không nghe chưa? Nói chuyện với ai cũng chị không nghe. Bà mua cái vỏ á, bà đi sửa. Cái này đâu phải 1000 mấy. Cái này cũng phải 1000 mấy. Bà mua cái điện thoại mấy chục ngàn, không phải bà không dám mua cái đó 2000 mấy nữa. Ai mà biết đâu, để bảo vệ hả? Ừ. Cái đó thì có mà làm màn hình nè. Cái mặt kính phải mua cái mới, phải mua cái 1000 mấy. Vốn luôn con. Ý là nói ở chỗ mấy cái quán mà bán rồi này nè, bán rồi biết rồi nè, mấy quán ăn cắp rồi giặt là nó ưa có xe nước mía. Đúng rồi. Cái cà đá hay cái món ăn nó uống. Xong rồi nó kêu nước hả? Đang hồi tưởng về quê hương đó cả nhà, Việt Nam đầy đủ thức ăn. Qua đây thiếu tốn đủ thứ. Bên Đài Loan này nó bán những cái đồ của đó không, mình ăn không có quen nhiều. Không có. Cũng được nhưng mà lâu lâu thì mình ăn đồ của nó biết mình cũng quen rồi nhưng mà nói chung là mình cũng phải thèm của vị Việt Nam. Lâu lâu Việt Nam là món Việt Nam cũng trên hết. một lá thì nó mỏng quá cái này nè, cái này mà hai cái thì nó quá dày. Cắm không con quấn con cái à? Không cứ con quấn con cái à? Hai cái cắn không đứt á, cắn mỏ miệng quá. Không bằng không chấm mất cái vị chút xíu thôi, ăn ra nhiều cho tốt nha. Ở giữa Sài Gòn này mà tụi ba đi kiếm được cái món này ăn là tụi ba tao cũng cắt tay nó sát rồi luôn. Là có không? Có không? Không có bà mẹ bài là không bao giờ có tụi ba ăn đâu. Mẹ bà bài rõ ràng nữa là nó muốn riêu mọc rồi tụi ba ăn. Muốn mọc quá hả? Không muốn riêu mà nó có mấy cái cục chả. Chả mọc luôn cũng không? Muốn mọc á. Để mà chả là bên đây làm á. Nhưng mà mẹ phải mua cái gì biết không? Mẹ phải đi mua cái đồ này. Giờ sống á. Giờ sống tự làm được mà, không có máy xay. Có máy. Nhà con có máy. Có không? Có cái máy đánh bột á. Để làm được không? Ờ, vậy là ngon à. Con nước con làm, cái nào con thật đi kèm rồi không? Cái nước con làm nem nướng á. Có máy mua thịt về. Cái đầu cái sắt ra, bỏ vô măng đá cho nó sột sột, không không mềm mềm, đá đá rồi á. Bắt đầu bỏ vô xay, đánh ra đánh thành bột luôn. Đánh thành giò sống không đúng không? Ừ, gì được rồi Giang. Làm đi ra bữa nào làm đi ra nóng cái gì. Cái bắt đầu cái ông quấn vô cái đũa nướng ngon. Ngày hôm qua thấy cái lái gì cá giang, cái mua cái đùi gầy nó không chua lá ra. Có Việt Nam không? Mấy ly ta? Mấy ly? Mấy ly? Làm phụ cho nha. Làm phụ được ăn nhiều chút phải không? Đường không, không đường, có người uống có đường. Cái ngoài này hả? Còn họ. Cái ngoài này. Mình cũng thích
không hồng. Giờ hai đi không xả rồi. Mấy năm mà mình mới uống được ly cà đá. Lâu rồi mình không uống cà đá được. Tim mình nó bị ấy không được uống. Bệnh nó đang làm nó có được uống cà đá. Uống cà vô tim nó được nhanh. Giờ mình hết rồi. Rồi ăn cặp nãy giờ cũng quá no cả nhà. Những cái bãi chiến trường. Trời nóng nực chỉ có nước ăn này. Đây. Bữa nay là hình như bữa nay nhiêu độ ta dân ha? Nay ba mấy độ. Đài Loan nay cũng nóng lắm cả nhà. Mai là có ảnh hưởng chút bão đó nha. Mà nắng nó nóng ha kìa. Quán nước con nhà cháu bán ổn xạ, ly xạ. Ai có đi Trung Hoa Lưu thì nhớ ghé uống giùm ủng hộ cho nhà cháu ngày quên đó. Quên quảng cáo cho cái quán này nữa sao. Ừ. Ừ. À, ly bự thiệt bự 25, 45, 35, 40, 25, 45. Mỗi loại, ly lớn, ly nhỏ nha các nhà. Đây, đường Trung, cái gì Trung Lú gì cái gì như này, Trung Hoa Lưu. Ơ tên anh chị em nào có đi qua đi ngang cái chỗ này thì nhé ủng hộ chị em mình Việt Nam mình buôn bán xã để ghé ủng hộ nước dùm cho con cháu ha chị em ha. Trong này là người ta cho chơi trò chơi gấp đồ đi gấp trò chơi gấp đồ chơi hay nói dân hỏi ngăn quá trời. À, nó nói dân cứ ăn. Dân cứ ăn thoải mái. Thích thôi cuốn à. Ăn mấy cuốn thì sẽ không canh chua mình nêm nếm rồi bây giờ mình sẽ cho rau vào cho hơi nước vào nha các bạn. Mình nấu canh chua nước cá rô canh nước mình đang vừa chín tới ăn được để chín quá nó sẽ bị dai đó nha. Nó chín vừa tới thì nó giòn giòn đó. Bây giờ xong rồi đó mình nêm nếm xong rồi giờ chỉ bỏ rau vô cái mình để ngồi vô nữa là mình xong mình cho mấy con tôm vô luôn. Tôm này mình có ăn đồ còn nó con rải cho nó canh chua luôn. À, hôm nay cái nồi thịt mình nó cũng tắm rồi mềm nữa các bạn ha. Tắt lửa ha. Hôm nay mình sẽ cho hết cái phần hò vô trong cái chua. Một phần mò ôm nó vô con chua hết rồi. Chua ôm cái này ha. Mình sẽ cho ớt vào đây. Làm con chua cho nó ngon. Mình sẽ cho chút tỏi phi lên. Mình có làm tỏi phi nè các nhà. Sẵn mình cho vô cho nó thơm cái nồi canh chua này.
vậy là nó sẽ bốc mùi thơm canh chua. Mình có dằn một miếng nước mắm để nó gậy cái mùi canh chua lên. Nó có tỏi vô là canh chua tuyệt vời luôn cả nhà ơi, ngon lắm. Rồi mình tắt lửa mà không có cho lửa sôi quá, nó sẽ làm rau chín quá ăn không ngon. Mình sẽ nêm thử một chút cho nó thơm nữa cả nhà ha. Chiều nay nhà mình sẽ ăn cơm với măng kho, canh chua rau nhúc. Mà xong đơn giản bữa ăn cả nhà. Rồi xong với phần cơm của mình chiều nay là món măng kho, canh chua rau nhúc, cà rốt. Cơm chiều của mình đó cả nhà. Bây giờ đợi mấy đứa cháu mình đi học về mình sẽ ăn. Sống cũng vậy, đơn giản, ngày muốn canh muốn có kho vậy thôi. Tại vì trong măng nó đang, trong thịt nó đã có măng rồi, trong rau cũng có rau nên mình không có xào rau nữa đó nha. Cái bình thường thì mình phải món canh, món mặn, món rau xào. Bữa nay thì trong canh nó có rau, măng nó cũng là rau, cho nên mình không xào rau, mình làm hai món thôi. Món măng kho, canh chua. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha.